Các nhà nghiên cứu của Na Uy vừa có một phát hiện có thể được xem là một phần quan trọng trong câu trả lời về nguồn gốc của sự sống trên trái đất. Trong cuộc thám hiểm Bắc Băng Dương thì họ đã tìm thấy thứ được gọi là ống khói đen ở độ sâu 3.000 mét dưới mực nước biển. Tại đây, dòng nước nóng chảy ra từ trong lòng đất và mang lại sự sống cho các sinh vật nhỏ bé tụ tập xung quanh đó. Các nhà khoa học đã nhận được câu trả lời hoàn toàn mới về cả địa chất và sinh học. Cuộc thám hiểm Bắc Băng Dương được thực hiện bởi tổ chức GoNOT với mục tiêu là đóng góp cho hoạt động nghiên cứu toàn cầu và biến đổi khí hậu môi trường.